Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Nếu hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn đĩa VCD gốc của Phương Nam Phim sản xuất nha các bạn. Chương trình là Mùa Xuân Cho Em, đĩa này rất là lâu luôn rồi. Các bạn hãy xem nha. Đĩa này mình mua vì bên trong có bài Xuân Đã Về của nhóm 1088. Thời điểm 1088 là rất là lâu luôn rồi các bạn. Đĩa này do cô để hàng trưng bày á, nên bề ngoài khá là cũ, nhưng mình kiểm tra thì đĩa còn rất là mới luôn. Chương trình sản xuất vào năm 2000, cách đây là 22 năm rồi các bạn. Đĩa VCD lồng trắng thì tới bây giờ vẫn còn xem được, nên mình rất là thích luôn. Đây các bạn hãy xem nha, đĩa bên trong còn màu sắc khá là đẹp luôn. Nhóm 1088 thì mình thích là anh Vân Quang Long á các bạn, nên mình mua về để mình review. Vậy khá là đẹp. Hiện giờ không biết Phương Nam Phim có còn bán đĩa này hay không nữa. Rồi mình đã review xong cho các bạn đĩa VCD Mùa Xuân Cho Em, sản xuất đầu năm 2000, đĩa gốc do Phương Nam Phim sản xuất. Mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một đăng ký nha. Nhấn vào chuông thông báo để nhận những video sớm nhất từ mình. Chào các bạn.